Kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Các cường quốc châu Âu đã cam kết sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký năm 2015 mà không có Mỹ, thông qua việc nỗ lực duy trì dòng vốn đầu tư và khai thác dầu ở Iran. Đây là kết quả đạt được trong hội nghị bàn tròn vừa diễn ra giữa Iran và các nước EU. Ngày 17 tháng 5, Hạ viện Nga đã thông qua lần 2 dự luật cho phép chính quyền nước này cấm hoạt động kinh doanh một số mặt hàng với những nước có thái độ không thân thiện với Moscow. Theo dự luật này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là người quyết định những mặt hàng nào bị cấm và sau đó sẽ được trình lên Quốc hội xem xét. Với 66 phiếu thuận và 65 phiếu chống, Hội đồng lập pháp 135 thành viên của Catalan đã bầu ông Quim Torra, một đồng minh thân cận của cựu thủ hiến Carles Puigdemont, làm vị thủ hiến tiếp theo của vùng tự trị này. Việc đắc cử của ông Torra được coi đã đặt dấu chấm hết cho thế bế tắc chính trị kéo dài suốt 7 tháng qua tại đây. Ngày 13 tháng 5, Đảng Dân túy phong trào 5 sao M5S và Đảng cực hữu liên đoàn của Italia đã đạt được thỏa thuận về những nội dung liên quan đến việc thành lập một chính phủ liên minh. Chính phủ liên minh mới thành lập cũng tiết lộ một vài thông tin về ứng viên thủ tướng, rằng nhân vật này là một chính trị gia, chứ không phải là một nhà kỹ trị. Áp lực đè nặng lên Argentina khi đồng peso liên tục lao dốc và bị mất giá tới 12% vào cuối tuần trước. Trước tình trạng này, Ngân hàng Trung ương Argentina đã 3 lần liên tục điều chỉnh tỷ giá lãi suất chỉ trong vòng một tuần, từ 27% lên mức kỷ lục 40%. Cùng với đó, Bộ Tài chính Argentina cũng cắt giảm mục tiêu thâm hụt thuế từ 3,2% xuống 2,7% và điều chỉnh các nguồn chi tiêu công để giải quyết những khó khăn trước mắt của nền kinh tế. Năm doanh nghiệp Bỉ do Bộ trưởng Thủ hiến vùng Flanders dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13 đến 18 tháng 5 năm 2018 để tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác và những cơ hội kinh doanh. Chuyến thăm này là một trong những chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ. Chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chuyến thăm lần này của đoàn doanh nghiệp Bỉ cũng như những cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai. Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Bỉ, ông Jörg Bouzius vừa hoàn thành chuyến thăm Việt Nam kéo dài 6 ngày, từ ngày 13 đến 18 tháng 5 năm 2018, với sự tháp tùng của phái đoàn 66 doanh nghiệp sang tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Thủ hiến vùng Flanders, diễn ra tại thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước Việt Nam và Bỉ đang kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để trao đổi về các dự án hợp tác kinh doanh và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ông Jörg Bouzius bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, cho rằng việc ký kết hiệp định quan trọng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Ông cũng giới thiệu các thế mạnh về kinh tế của vùng Flanders trên các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, giáo dục đào tạo, xuất khẩu hàng hóa, công nghệ thông tin. Đồng thời khẳng định các doanh nghiệp Flanders sẵn sàng thúc đẩy hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Mối quan hệ giữa khu vực Flanders của Bỉ và Việt Nam đã phát triển như thế nào? Tương lai hợp tác giữa doanh nghiệp hai khu vực ra sao? Mời quý vị cùng gặp gỡ bà Claire Tinlecoeur, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Flanders, cơ quan đứng ra tổ chức chuyến thăm của đoàn Flanders đến Việt Nam lần này. Cảm ơn bà đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, bà có thể giới thiệu đôi lời về kinh tế khu vực Flanders của Bỉ. Flanders là một trong những khu vực toàn cầu hóa mạnh mẽ nhất trên thế giới và được biết đến rộng rãi. Tại sao? Bỉ là một quốc gia nhỏ nằm ở Trung Âu. Chính vì thế, Bỉ đóng một vai trò quan trọng về mặt địa chính trị. Và từ Flanders, bạn có thể đến 65% các nước, khu vực giàu có nhất chỉ trong một ngày đường bộ. Bạn có thể gọi Flanders là trung tâm của châu Âu. Đây là điều thú vị về mặt hậu cần. Mặt khác, Bỉ có Bruxelles là thủ đô của châu Âu. Điều này khiến Bỉ trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu phát triển của chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi đứng đầu thế giới về công nghệ điện tử nano. Ví dụ, Samsung là một đối tác của trung tâm nghiên cứu IMEC. Lĩnh vực công nghệ sinh học của chúng tôi cũng rất mạnh và chúng tôi đang phát triển công nghệ kết hợp giữa nano và sinh học. Ví dụ, bạn có thể cấy một chip
nano rất nhỏ vào trong đầu để điều trị bệnh tật. Flanders còn mạnh mẽ về công nghệ năng lượng đổi mới, xử lý rác thải, nước thải. Chúng tôi có trung tâm thí nghiệm lớn thứ hai trên thế giới. Đó là một số ví dụ tôi muốn gửi đến các bạn. Và tất nhiên, chúng ta ai cũng biết đến bia, sô-cô-la và khoai tây chiên của Bỉ. Được biết, bà là người tổ chức chương trình của phái đoàn Flanders đến Việt Nam. Bà có thể cho biết mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm này. Vâng, đầu tiên, chúng tôi muốn tổ chức sự kiện để kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam. Chúng tôi, Flanders là khu vực lớn nhất tại nước Bỉ, chiếm 60% dân số, 70% GDP của Bỉ và 83% hàng xuất khẩu của Bỉ đều đến từ Flanders. Và hôm nay chúng tôi đến Việt Nam để kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Phái đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư của Flanders cũng có văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 1994. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Đây là lần thứ tư tôi tổ chức đoàn đến xúc tiến thương mại với Việt Nam. Chúng tôi rất là tích cực. Chúng tôi đã xuất khẩu khoảng nửa tỷ euro giá trị hàng hóa đến Việt Nam và nhập khẩu khoảng 2 tỷ euro hàng Việt Nam vào Bỉ. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang nhập siêu từ các bạn. Chúng tôi là một đối tác tích cực. Flanders đã nhập khẩu hơn 90% hàng hóa từ Việt Nam sang Bỉ. Bà có thể tóm tắt lại những hoạt động cũng như kết quả đạt được trong chuyến thăm. Vâng, trong chuyến thăm lần này, dẫn đầu phái đoàn là Bộ trưởng Thủ hiến của khu vực Flanders. Ông đã có các cuộc họp chính trị với nhiều lãnh đạo tại Việt Nam, gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và sau đó, Bộ trưởng Thủ hiến của chúng tôi cũng có cuộc gặp với các lãnh đạo tại Hồ Chí Minh. Ngoài ra, phái đoàn của chúng tôi gồm hơn 90 doanh nhân, đại diện cho nhiều lĩnh vực đến Việt Nam lần này. Các doanh nghiệp này cũng có các cuộc gặp trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đạt được các thỏa thuận hợp tác, các cơ hội có thể đem lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng tôi đã có các buổi hội thảo về phát triển đô thị và thành phố thông minh. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển thành phố thông minh, với 6,5 triệu người đang sống trong 3 thành phố thông minh lớn tại Flanders. Trong đó, tất cả đều được tự động hóa từ di chuyển, kết nối, an ninh. Đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Việt Nam. Tại Hồ Chí Minh, chúng tôi tổ chức hội thảo về xử lý nước thải và lũ lụt. Đây là những điều mà cả Bỉ và Việt Nam đều sẽ phải đối mặt và sẽ thật tốt cho hai bên khi học hỏi được kinh nghiệm của nhau trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng và mực nước biển dâng cao. Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với ngập lụt, ngay cả trong thành phố. Chúng ta phải tìm cách xử lý vấn đề này và xử lý nước sạch, vì có thể nguồn nước sẽ bị cạn kiệt chỉ trong khoảng 20-30 năm nữa. Tôi không hy vọng điều này xảy ra, đó là lý do chúng ta phải can thiệp vào lúc này. Chúng tôi cũng đang có chuyến thăm Viện Nghiên cứu Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm về xử lý thực phẩm, vì rất nhiều thức ăn đã bị lãng phí do không bảo quản tốt. Theo đó, Việt Nam và Bỉ cũng có chương trình nghiên cứu để giúp thực phẩm có thể được bảo quản lâu hơn trong môi trường hiện nay. Đây là một số hoạt động trong chuyến thăm lần này mà tôi tổng hợp lại. Có thể thấy bà và các đại diện của Bỉ đã rất nỗ lực để thúc đẩy dự án phát triển ở Việt Nam. Vậy tại sao phái đoàn Flanders lại lựa chọn Việt Nam để xúc tiến hợp tác và đầu tư? Tôi nghĩ một phần là do lịch sử giữa hai nước. Quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ luôn rất gần gũi. Cứ 2 năm một lần, tôi có nhiệm vụ tổ chức phái đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam. Chuyến thăm lần này có phần đặc biệt vì có sự tham dự của Bộ trưởng Thủ hiến Flanders. Tôi thấy điều này rất tự nhiên. Và tôi phải nói rằng, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ, khoảng 7% mỗi năm. Theo tiêu chuẩn của châu Âu, tốc độ tăng trưởng này là một sự thành công lớn của chính phủ. Chính vì thế, việc hợp tác giữa hai bên là rất tốt, đem lại lợi ích song phương. Chúng tôi không chỉ coi các bạn là một con hổ trong lĩnh vực kinh tế, mà thậm chí còn hơn thế. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây từ rất lâu rồi. Việt Nam và Bỉ đang nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên các quan hệ đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực cụ thể. Trong đó, Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam EVFTA sắp tới được ký kết và phê chuẩn sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ trong việc tăng cường mối liên kết và quan hệ hợp tác.
Hiện Bỉ là quốc gia đứng thứ 6 về xuất khẩu của các nước trong khối Liên minh châu Âu EU sang Việt Nam và đứng thứ 8 về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Bỉ đã triển khai hơn 60 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ. Tổng giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước đã đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Thỏa thuận mới về thương mại tự do giữa EU và Việt Nam đã và đang đặt ra cơ hội mới thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên. Đặc biệt, trong năm 2018, Bỉ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là cơ hội tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ nói chung, với vùng Flanders nói riêng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại cho đến hợp tác nông nghiệp. Flanders đóng góp 90% xuất khẩu của Bỉ, do đó các doanh nghiệp vùng này rất chú trọng đến tăng cường thương mại và đầu tư. Đây là một phần quan trọng trong quan hệ song phương giữa Flanders và Việt Nam. Thách thức lúc này là làm sao phát triển, làm sao tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực như thực phẩm hay năng lượng tái tạo là các lĩnh vực Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển để hợp tác với Flanders, với Bỉ và châu Âu. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Bỉ có nhiều tiềm năng nhất là chế biến nông sản, kết cấu hạ tầng đô thị, hàng hải, dịch vụ kho vận và công nghệ xanh. Các doanh nghiệp của Bỉ cũng có thể cung cấp bí quyết công nghệ trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, các tổ chức giáo dục có thể cung cấp các chương trình đào tạo cho các sinh viên Việt Nam mong muốn được học tập ở nước ngoài. Hợp tác Flanders và Việt Nam có thể được tăng cường trong nhiều lĩnh vực. Riêng về vấn đề kinh doanh, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với một số doanh nghiệp nhỏ từ châu Âu nói chung và Bỉ nói riêng là ý tưởng rất hay. Các cơ quan chính phủ có thể mời các công ty nước ngoài đề xuất các dự án và kế hoạch phát triển để tăng cường sự cạnh tranh trong nước và quốc tế. Về phía Việt Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng như các công ty tư nhân đang rất quan tâm tới việc hợp tác cùng các đối tác Bỉ. Các sản phẩm của Bỉ thì cũng có hiện diện khá nhiều ở siêu thị, từ hàng thực phẩm cho đến đồ dùng gia đình. Mình rất là thích sản phẩm của bên Bỉ vì cái chất lượng tiêu chuẩn từ phía châu Âu đem lại thì tạo cho cái niềm tin cho siêu thị cũng như là khách hàng bán ở siêu thị. Bên mình trong buổi hội thảo hôm nay thì cũng đã kết nối lại với một số đối tác và hy vọng là sản phẩm tiếp tới mà bên mình sẽ kết nối với hợp đồng với và phân phối lại sản phẩm bên siêu thị để đa dạng thêm hàng hóa ở siêu thị. Đối với Bỉ là một nước có thế mạnh hàng đầu của châu Âu về vận tải đường biển, và tại Bỉ cũng có những cảng như là cảng Antwerp, cảng Ghent, cảng Zeebrugge là một trong những cảng hàng đầu châu Âu. Do vậy cái triển vọng về hợp tác của các bạn với Việt Nam rất là lớn, và trong thực tế thì từ khoảng 20 năm trở lại đây thì phía Bỉ cũng đã có nhiều hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy về vận tải thủy ở Việt Nam, về vận tải biển Việt Nam và về giao lưu kinh tế, thúc đẩy về hợp tác vận tải biển giữa Việt Nam và Bỉ, và lấy Bỉ là một cái đầu mối để hàng hóa từ Việt Nam có thể qua Bỉ vào châu Âu, cũng như là hàng hóa từ châu Âu có thể đi qua các cảng của Bỉ để sang Việt Nam hoặc là sang các nước Đông Nam Á. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều qua các cảng biển và cảng hàng không của Bỉ sang thị trường châu Âu. Điều này cho phép Bỉ củng cố vị trí là trung tâm dịch vụ hậu cần và kho vận, đặc biệt đối với nông sản chế biến của nước ta. Bà có thể cho biết đâu là những lĩnh vực chính mà Flanders đang hướng đến đầu tư vào Việt Nam? Theo tôi được biết, hầu hết các khoản đầu tư của chúng tôi đều trong lĩnh vực logistics. Công ty Rentalworld và các nhà đầu tư Bỉ đã có sự hợp tác rất chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong vòng 16 năm qua, thực hiện khá thành công dự án khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng. Chúng tôi còn có các công ty về logistics và bia tại Việt Nam. Đây đều là lĩnh vực nổi trội của Bỉ. Tôi phải nói là đầu tư vào Việt Nam rất thú vị vì môi trường chính trị ổn định. Điều này khiến chúng tôi tự tin rằng sẽ không có diễn biến xấu nào diễn ra. Chúng ta cũng sẽ sớm có Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sớm có hiệu lực trong thời gian tới. Điều này sẽ càng làm củng cố hơn nữa quan hệ đầu tư và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Hàng trăm lĩnh vực mới sẽ được mở cửa cho chúng ta trong bối cảnh, như tôi đã nói, Việt Nam và Bỉ có mối quan hệ rất lâu đời. Thực lòng, tôi cảm thấy rất tốt khi doanh nghiệp Bỉ, đặc biệt là Flanders, có thể đến Việt Nam, vì trước khi đầu tư các khoản tiền lớn, chúng ta cần biết chúng ta sẽ đầu tư ở đâu, vào cái gì, đâu là rủi ro, và khi ở Việt Nam, mọi thứ đều rất thuận lợi. Khi xúc tiến thương mại ở Việt Nam, đâu là những thách thức mà bà phải đối mặt?
Vâng, phải nói là chúng tôi có nhiều thuận lợi hơn khi làm việc ở Việt Nam so với những nơi khác. Như tôi đã nói ở trên, đó là môi trường chính trị ổn định. Và khi hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi cũng có những khóa đào tạo huấn luyện, chúng tôi cũng tuyển dụng người Việt Nam. Chúng tôi cũng cấp học bổng cho học sinh, đào tạo họ. Bạn biết đấy, khi các nhà đầu tư Bỉ đến Việt Nam, chúng tôi muốn đem lại cho các bạn điều gì đó thông qua giáo dục. Tất nhiên là cũng có một số khó khăn, chúng tôi cũng vấp phải nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính. Nhưng về lâu dài, chúng ta cần thời gian để hiểu nhau, cần thời gian để thích nghi và làm quen. Nhưng nói tóm lại, đầu tư vào Việt Nam là một quyết định đúng đắn. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác và đầu tư vào các lĩnh vực nào của Flanders? Tôi nghĩ lĩnh vực công nghệ cao của Bỉ rất thu hút người Việt Nam, và khi chúng ta nhìn vào con số trao đổi thương mại của Việt Nam sang Flanders hay cả nước Bỉ, con số 2 tỷ euro không phải là nhỏ, và nó khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực kho vận để có thể tiếp cận toàn bộ thị trường châu Âu, khu vực có nhu cầu tiêu dùng rất lớn. Tôi nghĩ đây là lĩnh vực thu hút nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, tôi cũng thấy rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có hứng thú với lĩnh vực công nghệ. Theo đó, hai nước có thể chia sẻ kiến thức, hợp tác để phát triển công nghệ cao, và điều này là rất tốt vì các bạn đang có nhiều nguồn vốn và tài trợ. Vâng, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Vậy theo bà, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao tại thị trường Bỉ trong khuôn khổ hợp tác? Tôi không thấy có gì là không thể. Hai nước chúng ta làm việc cùng nhau, các doanh nghiệp Bỉ đến Việt Nam để tìm những đối tác chất lượng và hợp tác, đầu tư. Các doanh nghiệp Bỉ muốn tìm hiểu đối tác, văn hóa Việt Nam để đầu tư. Và tương tự ngược lại tại Flanders. Tôi không cho rằng có quá nhiều khác biệt trong vấn đề này. Phải nói là lĩnh vực công nghệ cao rất thú vị và quan trọng, và các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể nâng cao kỹ năng của mình. Chính phủ của các bạn cũng đang thúc đẩy lĩnh vực này và tạo cơ hội rất nhiều cho các lĩnh vực về môi trường như năng lượng gió, mặt trời, xử lý chất thải. Và một lần nữa tôi nhấn mạnh là Bỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Kế hoạch phát triển quan hệ giữa hai khu vực trong thời gian tới như thế nào, đặc biệt là vào năm 2019 EVFTA sẽ có hiệu lực? Tôi cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ sẽ tiếp tục được duy trì mạnh mẽ, thậm chí mối quan hệ này sẽ tốt hơn. Bởi khi EVFTA có hiệu lực, các rào cản thuế quan, phí, lệ phí đều giảm xuống, thậm chí là hoàn toàn biến mất. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho chúng ta, cho doanh nghiệp Bỉ và Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam đã nói với tôi rằng chúng ta phải nâng gấp đôi kim ngạch xuất nhập khẩu sau khi hiệp định này có hiệu lực. Đó chính là những gì chúng ta đang cố gắng làm hiện nay. After the free trade agreement, so that's what we're going to do. Cảm ơn bà vì những chia sẻ vừa rồi và cảm ơn bà đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất vui vì được đến Việt Nam. Mỗi lần quay trở lại, tôi đều cảm thấy thân thiết hơn và tôi sẽ quay trở lại đất nước xinh đẹp của các bạn. Và tôi muốn các bạn biết rằng Flanders luôn luôn mở cửa và chào đón các bạn, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đến đây. Cảm ơn. Châu Á, trong đó có Đông Nam Á, sẽ trở thành trọng tâm kinh tế thế giới. Vì vậy, Việt Nam trong tương lai sẽ là điểm đến của rất nhiều các nhà đầu tư lớn trên thế giới, và các nhà đầu tư khu vực Flanders giàu có không phải là ngoại lệ. Hy vọng rằng với những chia sẻ của Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Flanders, quý khán giả cũng như các nhà đầu tư Việt Nam đang xem truyền hình VTV có thể hiểu rõ hơn kế hoạch đầu tư của Bỉ trong tương lai và nắm bắt được cơ hội mới. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.